nằm liệt miệng qua đi xỉu luôn à. Cái giờ ăn rồi cả nhà ơi. Ngon quá kìa. Mời cả nhà ăn cả nhà. Năm bún mềm đắp bún trời. Chúc. Chào cả nhà cả nhà. Chào cả nhà nha ơi. Thôi, chào cả nhà nha. Nhà hôm nay mấy anh em mình, ba anh em mình có con vịt cò nha, vịt cò đẻ. Nay mấy anh em ra vườn trưa nắng ra vườn làm hầm xả ăn bún cả nhà. Không, nhỏ là nhỏ xíu nó cũng như không. Nó tràm vô. Đây cái này anh em mình nãy giờ mặn ướp xong rồi cả nhà. Ướp tỏi củ hành tím rồi xong hết rồi. Giờ chỉ nhúng lửa lên mình xào. Xào xong cái để xả anh nêm nếm vô. Nhúm ba lỗ mà nhúm gì có lỗ gì xả trái chứ mày. Khó chụm khó trái lắm. Chạy hết, chạy tốt hơn. Chút đại vô rồi gấp ra, gấp hồi nước ra thì nó nhanh hơn. Mày biết để mì này để chung xào thì nó nát á, để hồi nước sôi cái để vô. Giờ để vô mình xào cái. Nhiều dầu hơn nhiều rồi ha. Cái này mình ăn với rau má cả nhà, rau má với bún. Lấy cái lá luôn đi. Chưa lấy rồi không lấy rồi đồ nhắc ra nữa. Lấy cái lá vịn chứ. Nóng. Rồi chín rồi. Giờ mời cả nhà nhập tiệc với anh em nha. Còn ngủ quá trời. Ngày để người ta có chạy vô nhà ta nghe thử rồi ta đi luôn. Ngày hôm qua nó khác còn ngày hôm nay nó khác. Nằm liệt ngày hôm qua đi xỉu luôn à. Bây giờ ăn rồi cả nhà ơi. Không biết rồi. Mời cả nhà ăn cả nhà. Năm bún mềm đắp bún trời. Chúc. Nhận rau vô, nhận rau vô bắt lên đi. Ngọt. Dạ đẻ ngọt. Ăn rau má. Đẻ mà dài dữ lắm. Ăn nói hả? Gặp mấy ái nổi chưa? Ừ, có đùi nó y như đùi cò luôn. Không phải vịt cò thiệt mà. Dữ lắm anh này. Dài lắm hả? Miếng rau đi, để thịt chút xíu nữa đi. Đủ cái răng gấp vào trước đi, hồi cắn vô một cái lại, dính cái răng lại luôn. Ăn cái gì mì mì ăn trước cái miếng ruột. Miếng ruột. Rồi mà cái nhà miếng ruột đi, cái này này không nóng này, chưa nóng còn được. Nhìn cái chân nó không biết cái dai rồi. Cái chân nó rất thô luôn. Hồi này
vô hồi đi chắc không cao tuổi vậy. Trưa nắng làm nồi nấu nóng đó nha. Trưa nắng có cái lẩu này ra vườn ăn. Cái này chỉ ăn trong ngoài vườn mới chịu nổi thôi chứ. Ăn trong nhà nó bốc quá luôn. Con này thấy cục thịt đây. Cái này ăn phải ra tay. Cái con. Cỏ này giống y chang cỏ con cò luôn đó này. Cả con gì cả. Cắn nổi không em? Nhỏ cắn được. Được con mấy vịt này rất vịt đẻ. Ừ. Vịt đẻ. Cái gì đâu? Cái vịt cò này cả nhà. Anh em mình phải đem ra ngoài này nấu mới chịu nổi. Than giờ đấy không mà. Chứ vịt cò mà nó đẻ nó dai dữ lắm. Nấu ra là không bao giờ chịu nổi luôn á. Nấu củi mà nấu cả một tiếng đồng hồ mà vẫn còn dai nha. Rồi lên đây nấu tiếp luôn. Là ăn mấy cái nạc rồi được chứ mấy cái xương là cắn không nổi luôn. Sao bỏ thêm muỗng muối nữa. Nhưng mà nè không phải là không mà. Nó tao ăn nước mắm này nó mặn. Đi sẵn á. Nó mặn sẵn á. Nó mặn muối nhiều á. Chứ ăn cái này không thì hơi lạc phải không? Ừ. Phải chấm vô đây thì nó mặn quá. Nước mắm này cũng mặn. Nó mặn vô kìa. Đường muối rẻ nó làm nước mắm muối nhiều. Đổ nước thôi thêm. Dở pha muối gì. Nhưng mà bây giờ chưa chắc thì có miếng cá này. Cái hơi không? Ừ. Còn là muối. Muối màu. Cũng như bữa mình uống nước gì, uống nước gió gà má vậy, tên ngay chỗ cái quán mới đó. Ngay chỗ đó không ngon lành tâm ơi. Vô các phượng uống liều má mà gà má với đơn giản. Nó có gì đâu, ăn cái nó hơi sọt 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 sực. Bột bột nó sẩm xì thôi chứ nó sẩm hơi sẩm nữa. Nhiều con heo ngon á. Nhiều con heo ngon á. Nhiều con heo ngon á. Mình nói điện thoại mà. Cho nó uống mà. Nó nhiều hả? Đừng muốn mau đưa nữa. Đặc biệt là nó ngọt nó thơm. Vậy à?
hơn hơn gì kia đó. Da nó dịch 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 dịch. Nó chặt ra tâm tỷ nó không còn gì nữa. Còn này xong rồi cái Trang mà ăn cơm với khô chiên xong miệng mà không còn cạp cá xuống không chọi Trang ăn với khô, ăn cơm khô không à. Cơm khô thì ngon thiệt, mình ăn không con này có mấy ngày ốp rồi, có con kia mập nhưng cái đó mỡ không còn được mà gắt gạt luôn, xương nó chọi á, mập mỡ nướng mỡ nó tươm 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 đã. Rồi cả nhà ơi, mấy anh em mình cuối cùng cũng đại chiến xong rồi cả nhà, mà nó cứng quá, nhai muốn hư răng luôn. Giờ chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau cả nhà.